là không lấy số luôn, nghĩ gì dữ là ừ quay luôn vòng tới chị gì bình thường á. quay rồi ừ tới một chuyện luôn. Đẹp này đi sắm dép nha quý vị, rồi đi không. Chào quý cô chú anh chị, mời cả nhà mình cùng trở lại với video tiếp theo của Thanh Liêm Long Xuyên à. Tiếp tục chơi. Vui. Cái gì nữa không? Cái gì nữa không? Thì ăn thêm trứng. Nói trứng rồi đó. Không, ăn thêm trứng nữa. Thêm trứng nữa hả? À, ăn trứng nhiều quá không tốt mà trời. Vậy chứ ăn gì mới tốt? Ăn trứng nhiều quá mập. Ăn ăn có một trứng à, nó đâu các bạn. Ăn hai trứng nó mới bạn với nhau. Ok không? Trong chả tới giờ hai trứng rồi. Không có, trong chả nó mấy rồi, trứng này mới nguyên nè. Chờ ba trứng nữa đi. Bởi chuyện. Ê, vậy là hầu về tiện số nha các bạn. Ừ. Trời trời chịu luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, tới chuyện luôn. Mình ơi Ngọc Đẹp ăn không là ba trứng một gà nữa quý vị. Chấp nhận từ từ với số luôn. Ghê ghê. Gà nữa không? Gà nữa không? Cho đi một dĩa cà với xà lách. Cho em dĩa cà với xà lách anh ơi. Dưa leo rồi luôn. Ăn vậy là kiểu sao không đứt vốn. Bán số anh gặp bán số em ha. Đọc lại gì, đọc lại ơi. Đọc lại gì mình nha. Về nào chị đẹp? Về luôn đó. Buổi trưa là ghé chút về luôn hả? À. Xuống mấy người? À, 2, 4, 5, 6 người. Hết luôn hả? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thủ công rồi đó. Ngồi đi dầm miệng bạn. Tao liệm ăn xong rồi nghe quý vị. Quán này thì mỗi một phần bò mé thì sẽ có là một ly Coca-Cola. Quán này nằm ở đường Trần Nguyên Hãn, thuộc về phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên nha quý vị. Kế bên quán cơm Hai Thế. Có bánh mì rồi luôn hết chưa? Dạ. 95 cành. Dạ. Rồi bỏ Ngọc Đẹp ở lại đây chạy bàn luôn đi. Ừ. Ở lại rửa chén phải không? Ừ. Bỏ lại dần rửa chén chạy bàn rồi đi. Bây giờ đi kiếm việc làm đi chạy bàn rửa chén rồi. À, cho em đổi lại tiền lẻ là em trả tiền số cho chị. Giấy 10.000 20. Dạ hiểu. Dạ đúng rồi. Mở hàng buổi chiều vô đó. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, đây là tiền số trả mà. Tiền số bắt cao ăn. Ship đó. Gì ạ? Này có gì đâu? Trà quá đậm rồi. Trà đậm đặc luôn. Nữa đây. Thôi rồi, lỡ để đi chúng ta dẹp luôn. Lâu á, trái mít đó đem về chồng tặng cho bác Út trái đi. Hai trái. Tặng hai trái luôn. Dạ không rồi. Bán sớm không? Tặng hai trái luôn. Bye bye các bạn. Thôi giờ xong rồi. Thăm liêm đi nha quý vị. Giờ đợi nha. Đi lại bi tít. Tặng cho bà đôi dép. Ok, đi này cũng được nè, đường nào đi cũng được. Vụ gì vậy? Đi bằng lái hay chạy xỉn? Dạ, là trời. Chị em quay về trong Mỹ Xuyên lại mua đôi dép, cái em kết thúc video rồi quý vị. Qua đường. Bơi ra ngoài lậu không à? Đây kéo cái cọng dây màu trắng lên kìa, nó quấn vô xe bà kìa. Cái cọng dây buộc ốc lên đó.
vòng dây nó quấn vô bánh xe sau cái gì. Rồi chắc hồi sáng là ra đây nè, nó gà vịt ở đây nè, nhóc ở trên nè, gà vịt chó gì lan sạc cạn ở đây chứ. Vậy là sáng ra đây rồi. Đi đến nó nằm xích vô trong kia chút nữa. Thì chạy chậm chậm luôn. Chạy gì, tôi chạy trước mà chạy sao lại tôi. Còn xa chứ lắm, còn gần 2 cây số lận đó. Em chạy trước rồi làm sao chị chạy lại. Đua cái gì. Còn 2 cây số nữa lận. Nay dắt ra phố uống phê chịu không? Ê mà lần này nếu mà dắt ra uống phê là trả tiền lại cho tôi rồi nghe. Quên, nãy quên trừ lại 15.000, trời 15.000 tiền lời có 300.000 mượn. Giờ sao cho trừ không? Hả? Dạ muốn tiền. Muốn gì? Thì trừ tiền lên thiếu nợ mới trừ chứ sao? Nghe kìa, hồi sáng nó hợp đồng sao nó ký trên tay luôn rồi nghe bạn. Đi mua đôi dép cho Ngọc Đẹp ở Ti Tít là Thanh Liêm sẽ kết thúc cái video. Anh có biết tổ tiên nhà của tôi ở Hà Nội không? Sao tôi biết? Tổ tiên nhà chị sao em biết được? Chị nói ai? Chị hỏi gì? Tôi không tên các hạ. Cái gì kỳ vậy? Sao không tên không họ là sao? Hả? Chị tên là, chị là họ Trương, chữ lót là Thị, tên là Vẹt, Trương Thị Vẹt, đúng không? Ừ, nói chính xác. Mà anh cắt nghĩa được cái tên của tôi sao? Làm sao tôi cắt nghĩa được? Tên cha mẹ chị đặt cho chị, làm sao tôi cắt nghĩa được? Trên giấy hộ khẩu của chị là quét gì chứ? Ừ, là xe anh có cạc quẹt không? Đúng rồi, đâu không biết xe tôi sao là tất nhiên là mình cũng không có cạc quẹt luôn, đúng không? Anh có biết là chơi một cái thôi. Rồi, không biết cái đó, đừng hỏi mấy cái đó lắc léo quá à, không biết. Không không nó gượt theo kìa, ok kìa, nó gượt theo kìa, hung má. Hỏi nhiều cái không biết đường đâu mà trả lời luôn. Đi tiếp ra trước mắt nha, sắp tới rồi đó. Rồi đó, đi tiếp đó, thấy không? Rồi giờ chuẩn bị Thanh Liêm cùng với chị Ngọc Đẹp ghé vào cái tiệm giày dép Bi Tít ở trên đường Hà Quang Hổ nha quý vị, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên à. Trời ơi, ẩm ấu, ẩm gấu vô nữa kìa. Trời ơi, trời. Ờ, nay đi vô mua dép luôn. Từ đó Bi Tít lên đây nè. Gì vậy? Đừng nói mua dài mày mang nha. Trời ơi. Qua đây nè. Qua đây là ở đâu? Trời ơi. Thôi, dép mới dành cho học sinh. Trời ơi trời. Nhỏ mà. Nhỏ gì? Ok kìa. Okay. Thôi. Ui, vậy mà kêu tao mua Bi Tít gì thôi vậy? Nè, Bi Tít lại này nè. Thôi. Nè, mà mua mấy này nè. Anh mua đây đó, mua thôi. Trời ơi, muốn mà mua gì đó bà mua đi. Ghê chưa? Ghê trời.
Ê, coi chừng là hồi là bỏ tiền số lại cho tôi đó nghe. Mấy đây này? Trời ơi. Đủ sai rồi. Trời ơi. Yên ta kìa, không đủ tiền. Đó đưa tiền hay không? Gì? Thì bây giờ bà muốn gì bà trả lại tiền đồ ăn mới nãy là đi là bắt đầu tôi mới đủ tiền mua đôi dép cho bà. Tiền của người ta chưa đưa coi tự nhiên vô duyên thôi trời. Ôi trời. Mua đâu mà đen nó chịu không? Chịu. Gì? Chịu mà hỏi như tiền. Trời ơi. Người ta kêu mua tặng cho đôi dép là để mang ở trong nhà đi tới lui. Okay. Còn cái đôi dép này là để đi là đi đi ngoài đường không. Nào nữa, hai đôi đi buôn bán. Trời ơi. Trời ơi trời. Sang ghê ha. Bầm 7 số lớn kìa, sao vừa. Vừa. Mấy ngày sáng kêu tôi mua 36 giờ 37. Vừa. Lấy đôi đó đi em gái. Trời ơi. Ghê chưa? Chỉ định nghe đôi này luôn mới chịu ha. Ừ. Chạy số tiếp đây. Đưa thêm 3 tờ số nữa đây. Đi bệnh tính tiền đi em. Chạy số tiếp đây. Rồi nhảy cái điệu nãy cái nữa đi là không lấy số luôn. Nhảy gì dữ lên. Ừ. Quay luôn vòng tới. Gì vậy? Mày coi, ừ. Tới một chuyện luôn. Ừ. Đẹp này đi sắm dép nè quý vị. Rồi đi ra ngoài trả tiền đây kìa. Ông trả lời, ông nói đã rồi. Cái gì kỳ trời. Chơi hàng gài em út không. Lấy bao lâu tôi xài này được không? Rớt kìa, thế dựng lên giùm anh ơi cưng. Rồi xin lỗi cưng nha. Rồi, ngọc đẹp này đi mua dép luôn. Đúng rồi, tôi mua cái đôi dép màu này nó mang là được rồi nè. Nó phải. Tại cái đôi dép á. Hồi nhỏ tôi mang đôi dép đó đó. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi khác. Đúng không? Bây giờ mình lớn rồi mình mới khác mới được. Có gì đâu khác. Sống khác. Khác chiều cao thôi. Khác chiều cao là một, chứ giờ cái bàn chân mình đen nè. Cái đế, cái nền dép đó màu trắng, hiểu không? Quà đi học sinh. Tụi trường năm sau là vô lớp mấy? Hả? Không biết luôn. Ôi là trời. Gì nữa? Gì nữa vậy? Để đây, để đây. Gì nữa? Bây giờ tôi tặng cho bà rồi, giờ bà tặng lên cho tôi coi có đẹp. Thì đi bán số thì sao cho có tiền đi tặng lên cho tôi đôi coi. Ok không? Tặng luôn đôi tôi mang tôi đi làm với đây. Ha. À. Có gì nữa không? Ai, phải cho có tiền cho tặng nha cái đôi này. Thì gắn bán số thì tặng tôi mà tặng gì tôi cũng lấy chứ. Ừ. Thiệt gì luôn hả? Ờ có đôi đẹp kìa. Thì đó. Đôi này nè. Ừ, lần có tiền là tặng tôi đôi đó đó ha. Ừ. Ừ, gắn bán số thì tặng tôi nha. Ok. Nhiều. Mắc lắm à. Mắc là nhiều mắc. Mắc hơn đôi dép của tôi có 7 ngày rồi. Trời ơi, chút nữa mua cho kèo giấy sách. Dán gì? Dán con mắt của tôi. 7 nữa. Đẹp đó, nói lung tung rồi đó. Thôi thì gai về kìa, lấy đôi dép đi gai kìa. Rồi kìa. Đây kìa đôi dép rồi kìa, okay, nhanh lên đi. Đưa đôi dép ra về nè. Đi, tôi đi về nè. Đi. Ok. Rồi, ồ quá lịch sự luôn, quá lịch sự luôn. Ok, cảm ơn khách hàng luôn ha. Trời ơi, thả bay luôn nữa. Tại sao vui không? Kính thưa quý cô chú anh chị thì nãy giờ thì hai anh em cũng đi ăn rồi. Lâu lâu bả xúc khỉ được ốc len được bữa thì dắt cho bả đi ăn luôn. Rồi sẵn mua tặng đôi dép luôn. Vô lựa dài sẵn đan luôn á. Cầm đôi dép lên đưa chụp qua hình ơi, làm kỷ niệm ơi. Phải có ai chụp tôi chụp tôi bà làm qua hình kỷ niệm đây ơi. Phải chụp rồi chụp. Thôi về về nha. Rồi chúc tương lộ bình an nha. Ok.
Alo bò càng. Rồi đi. Rồi bây giờ Thanh Liêm cũng kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị ơi, hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thanh Liêm Long Xuyên à. Xin chào, hẹn gặp lại. Để gì đẹp về.